của game thủ Chip Boy. Còn đây là Truy Mệnh là người cầm Roman, được kéo cân hit đủ đồ đến đời trận thi đấu này cửa sáng. Pơ xăm vâng, GV vẫn cãi. Bên mình là một Roman một Hitty, bên kia là một Pơ một xăm. Vâng, ta cũng xem màn hình máy của game thủ Truy Mệnh ở trong trận thi đấu này. Roman đến từ game thủ Truy Mệnh. Ở phía bên kia dường như là Thiệp Bình Long đã quyết định không tự thuật trực tiếp nữa. Theo GV, thông tin GV báo về là như vậy. Đít liên tội, không thuật trực tiếp gì nữa. Không quay kiếc thì nữa, đang đánh thua lại còn quay kiếc thì đó, lúc nào cũng thắng quay tiếp. Giờ đang thua. Vâng, đây là màn hình máy của cái thủ Truy Mệnh, chúng ta cùng đến với Truy Mệnh ở trận này thôi. Xem màn hình Truy Mệnh trận này. Ở Chip Boy cầm Hitty có lẽ xem sao. Hitty thường map ra là hay nghèo, nhưng bài này là bài không hay tí nào, không hay ho một chút nào. Chúng ta cũng xem màn hình máy của cái thủ Truy Mệnh tiếp. Bãi cỏ phù dành cho thủ Truy Mệnh nhưng chưa có đồ lùa về. Gỗ đầu tương đối gần, đó cũng là cây gỗ 75. Có hiểu luôn. Vâng, quay trở lại màn hình máy của game thủ Truy Mệnh rồi. Các bạn có thể nhìn rõ trên màn hình là Truy Mệnh đang có đàn yêu đầu tiên đá về rừng. Một con tách lẻ ra đá về với nhà chính thôi. Còn lại tất cả đá về rừng ăn với chiếc BS đầu tiên. BG thiết kế trước. Và như vậy là có S ở phía bên trên rồi. Đúng là Roman không khác. Cậy lắm gỗ. Có S đầu cực sớm, BG thứ hai thiết kế ở đầu phút thứ 6. Cuối năm đầu 6. Bây giờ thì 22/24. Ở trận này thì chỉ cần cái thủ Truy Mệnh làm tốt nhiệm vụ của mình thôi là xong. Vì Chip Boy chắc chắn là bài lên được đời. Bên kia có một Pơ. Nhưng Pơ gặp hit tôi thề luôn là cái loại không khác gì Cung A gặp lạc đà. Vâng, lại một lần nữa ướm trước BB. Thôi đóng ở mặt phía bên kia, đóng mặt bên này. Đấy, cứ đóng BB đấy đi. Cứ chốt BB đấy đi. Rồi, chọn. Đây màn hình máy của cái thủ Chip Boy đang câu con voi thứ 3 về, không biết là bãi của phụ có hay không. Nhưng mà voi như thế này là tôi nhìn thấy bắt đầu ưng ý lắm rồi. Đang bò dọc nhà mình. BB đóng này là, vâng, BM đóng vẫn hơi tù. Đây là BA. Thôi rồi, tạm thời cho là như vậy. Phía bên kia Tiểu Bạch Long lại dẫn đầu phong trào lên đời. Ép từ 1-2 cực kỳ sớm đến từ cái thủ Tiểu Bạch Long.
đó là Persian. Đã có giỏ luôn, các bạn có thể thấy rằng vừa mới lên xong, Chim Boy vừa lên xong đã có giỏ luôn đến từ cái thủ tiệm Bạch Long. Khiếp hồn, cách chọc giỏ cực kỳ khôn ngoan của thủ tiệm Bạch Long, chốt e đầu này luôn, rất tỉnh. Sau này độ đẹp dài cũng già rồi, cũng bớt độ đẹp dài nhưng độ tỉnh vẫn đang còn nguyên. Rất mất tay mất lực đến từ cái thủ Chim Boy. Bạn có thể thấy rằng nông dân từ nãy giờ chỉ việc có mười mấy nông dân chỉ gom lại đập con cửa giò thôi. Xem màn hình máy với thủ Chim Mệnh nào, để xem Chim Mệnh có làm được điều mà cái thủ Tiểu Bạch Long đang làm hay không. Cumper đã lên 3 xong. Đóng một p và sau đó thì nở con nào vứt hết ra nhà của thủ Chim Boy luôn. Bãi vàng hở của cái thủ Tiểu Bạch Long, có lẽ là Tiểu Bạch Long đang để toàn tay để có thể công sang nhà của thủ Chim Boy. Màn hình máy của cái thủ Tiểu Bạch Long, à màn hình máy của Chim Boy, 24 khung nhà nhanh vào. Nhanh tay lên, nhanh tay lên, nhanh tay lên, tập trung nhanh tay lên. Rồi, như vậy ở phía trên này cũng được, cũng được, cũng được rồi, cũng được rồi. Tập trung sửa toàn tập, tập trung toàn bộ hỏa lực ở đây, sửa toàn tập tới này. Đấy, đấy, đấy. Sửa đây, sửa đây. Rồi nước vào. Thằng nọ bảo thằng kia rồi nước vào. Rồi, như vậy là nhà bắt đầu được rồi nước, không còn cháy nữa. Rất tốt đến từ cái thủ Chim Boy. Rồi, tiếp tục. Lớp thứ hai là 27 dành cái thủ Chim Boy, 26 nông dân. Màn hình máy của cái thủ Chim Mạnh, Chim Mạnh bây giờ phải bơm thực của cái thủ Chim Boy để cái thủ Chim Boy có thể ra được cung R. Nào, vâng, Persian bây giờ đến lượt Persian phải trả giá. Rất nhiều nông dân Persian đến từ game thủ Tiểu Bạch Long đã bắt đầu phải nằm xuống. Nhưng bên kia thì cung R của game thủ Vô Thường chuẩn bị ra. Vô Thường chuẩn bị ra cung R. Nhà của Vô Thường cũng đã kín. Và bây giờ chúng ta cũng xem màn hình máy của cái thủ Chim Boy để xem Chim Boy có nở được cung R hay không. Tên cung R đầu tiên, bắn cái gì trước đây chúng ta cùng chờ đợi xem. Chim Boy đã xây thêm được một BA nữa ở phía bên ngoài. Một nông dân. Bây giờ thì súng con đã bắt đầu yếu dần đi theo thời gian. Và bây giờ thì Chim Boy phải dùng cung R thật khéo, thật khéo. Vâng, đam một cung R của Hitty không khác gì đam cung A cả. Tập trung, rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Tăng A đều, tăng A đều. Rồi, đúng rồi. Kéo đóng đi. Tập trung, làm gì mà phải vội, không phải cuống bài này. Không phải cuống, kẻ Chim Mạnh chết được, mình cân đôi được. Hitty của mình cơ mà. Persian yếu rồi. Đây màn hình máy của game thủ Chim Mạnh. Tham là 25, thoải mái đi. Chim Mạnh đang tầm này 25 cơ mà, đánh thoải mái đi, đánh thư giãn đi. 26 đến từ game thủ Chim Mạnh. Có P kìa, có P kìa, để ý con P ra. Gần đấy có lạc đà. Chúng ta xem màn hình máy của game thủ Chim Boy. Đây rồi, Chim Boy đẩy tơn chí mạng vào nhà game thủ Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long yếu hẳn sau tơn này. Toàn bộ là lượng lạc đà đi chơi thôi, còn lại Tiểu Bạch Long không thể ra được lạc đà nữa. Bãi vàng bung, bãi ăn hoàng phía bên ngoài, tất cả đều chết toàn tập rồi. 36/88. Đây là màn hình máy của Chim Mạnh. 21/40. Và bây giờ thì quay trở lại với Chim Boy, hình như là lọt. Hình như là lọt. Không lọt nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi tên này. Chim Boy liệu có đỡ được nhà hay không? Cung R Hitty tôi nghĩ là vẫn đỡ được, vẫn chống được. Nhưng lạc đà phía bên ngoài phải tập trung sửa. Tập trung sửa tên này, đừng để lạc đà lọt vào phía trong. Đừng để lạc đà lọt phía bên trong, khả năng lọt rất cao. Rồi, tốt. Tập trung toàn tập sửa, tập trung toàn tập sửa. Kia cái thất nổ. Không đóng nhà cứng ở phía bên trong, hơi đáng tiếc. Cái nhà BE kia mới là nổ kìa, cái móng xây nhiều nhất, cái móng mới là móng nổ kìa. Vậy rất nhanh. Tiếp tục vậy. Cực nhanh. Bây giờ cũng giờ đang đẩy cực gắt. Lại là 30. Xoay tham. Và vậy tỷ số được cân bằng một đều trong trận đấu thứ tư. Hai năm dân, em đánh mắc binh và hai năm dân.
Bình đã, vâng, Thái Bình đã gỡ hòa trong trận thi đấu này. Trận mà Tiểu Bình Long lên đời rất đột biến, làm cho cái thủ Chiboy quá mất lực ở trong những giây phút đầu tiên. Một đều và chuẩn bị đến với trận.